Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp loa trép kèn của Opto anh em nha. Cặp này thì nó có lưới tăng âm ha, cặp này về có lưới tăng âm. Và đặc biệt cặp kèn này về là nó có luôn cái bộ phân tần ha. Bộ phân tần này là bộ phân tần zin của cái kèn này luôn anh em ha. Đó là bộ này là zin thì đi theo cái kèn này luôn. Anh em mình mua về đấu vào chơi nha. Thì cái này nó may mắn là nó về luôn bộ này thì em sẽ bán theo bộ luôn nha. Em sẽ bán cái cặp kèn và cái bộ phân tần này chung ha. Và đây em về được có một con kèn lẻ của San Sui, kèn gen ha. Đó. Kèn Opto này cũng là kèn gen anh em nha. Và cặp loa trung ha. Và em mới về một con center Wolfenden, hàng của Anh Quốc. Center này em cũng mới về nha. Mấy center trước em về thì được anh em mình ủng hộ hết rồi. Con này em mới về, em cập nhật clip lên cho anh em mình xem ha. Và đầu tiên đây là một cái cặp xin lỗi anh em mình, một cái kèn lẻ của San Sui có mã là T135. Đó. Cái kèn này là nó gã cái thùng rất là cao tiền ra anh em, thùng 17 18 triệu gì ra đó. Nó không có phải thùng rẻ tiền đâu. Con này 8 ohm nha và công suất 65W. Công suất rất là lớn nha anh em nha. Đây là mẫu kèn gen ha, trên này có đóng chữ sao băng. Cặp kèn này kèn của San Sui nha, cặp kèn của San Sui. Đây đem đó có đường kính họng cho anh em mình xem ha. Đường kính họng ha, đường kính họng chiều ngang ha, chiều ngang của họng là 18 phân hơn ha, hơn 18 phân. Còn chiều cao ha. Chiều cao của họng là 7 phân, tầm 7 phân rưỡi anh em nha, kém 7 phân rưỡi một tí ha. Còn chiều cao ha, chiều cao là 16 phân. Đây là cái thùng San Sui này cao tiền lắm anh em. Nó cao 17 18 triệu nguyên thùng gì đó. Mà cái cặp này mà nó có nguyên cặp cũng giá tầm 3 triệu anh em, cũng giá cũng tầm 3 triệu hơn nha. Đây em về được có một cái lẻ em mua được rẻ nha. Thì cái kèn lẻ của San Sui này thì giá là 1 triệu anh em nha. Anh em mình đang có một chiếc này hoặc là anh em mình mua về để mà độ chế một chiếc đó ha, hoặc là anh em mình để xe cua mới mốt anh em mình thấy một chiếc nữa thì anh em mình mua đó. Thì chứ một cặp của nó thì mua cao thì anh em tầm 3 triệu hơn mới có một cặp kèn như thế này ha. Còn này mua được cái lẻ thì giá nó tốt ha, giá là 1 triệu cho một chiếc này nha, giá 1 triệu cho một chiếc này. Kèn gen của San Sui nha, lo hát tốt anh em nha, lo hát tốt, bên có đỏ là cộng nha. Rồi cái kèn lẻ San Sui này giá là 1 triệu, cái này anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em ha. Và đây là một cái cặp loa trung của Nhật nha. Loa trung này thì anh em mình có thể ghép thùng karaoke ha, ghép thùng karaoke nghe nhạc đều được. Cặp loa trung này có đường kính là gần 11 phân anh em nha. Đó, gần 11 phân. Còn chiều xéo của em nói nha, chiều xéo của em nói là 12 phân rưỡi anh em nha, 12 phân rưỡi. Đây là cặp loa trung này là trung màng nha, màng đẹp anh em nha, màng gân nón đầu zin đẹp ha, không có bị cấn mớp lủng rách gì nha anh em nha. Đó. Cặp loa trung màu sơn màu quân đội ha, sơn quân đội, cặp loa trung của Kenwood nha, được sản xuất tại Nhật ha. Thì cái cặp này là sơn màu quân đội và cũ là cũ bọc từ màu vàng và chắc có lẽ bên trong là hai từ đó anh em. Đây cặp loa trung này rất là đẹp nha, anh em mình về ghép thùng mà lo để mà nghe nhạc karaoke gia đình đâu điều đó tuyệt vời. Cặp loa trung Nhật nha, cặp loa trung Nhật giá cặp này là 800 anh em nha, cặp loa trung của Nhật giá 800. Anh em mình có nhu cầu thì liên hệ sớm với em ha. Cái này về anh em mình ghép cho những cái thùng loa karaoke gia đình của anh em mình tiếng Trung á kém á ha, hoặc là anh em mình ghép hỗ trợ thêm cái tiếng Trung ở phía bên ngoài gì cũng đều được, hoặc anh em mình làm loa trả lời gì cũng đều được. Nói chung cái này anh em mình làm loa lời, loa trung gì karaoke cũng đều được nha, karaoke nghe nhạc xem phim đâu. Anh em mình mua về thay thế hoặc là những cái cặp thùng của anh em mình nó thiếu Trung á thì anh em mình mua đổ thêm vào nghe cho nó hay. Rồi và em sẽ quay cái con center này trước nha. Đây là một cái con center của Anh Quốc nha, một con loa center của Wolfenden ha. Con loa center của Wolfenden, hàng của Anh Quốc nha, tem ha. Loa nguyên zin nguyên bản nha, nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt. Loa này có đường kính ha, đường kính size của nó là size 44 anh em ạ nha. Size 44 nha, khá là dài nha anh em. Còn chiều sâu ha, chiều sâu vô là 14 phân tính luôn cả dây căng nha. Còn chiều cao kém nó ha là 15 phân nha, chiều cao là 15 phân. Đây thì con này cái lưới dây căng hãng họ dán liền luôn không có tháo được anh em nha, cái lưới dây căng họ dán liền luôn không có tháo được. Và cái lưới này hiện tại là cái lưới này nó còn đẹp, không có bị lủng ha, không bị lủng rách nó, cho nên là cái màn lo sẽ rất là đẹp. Và đây là mặt sau của con center này nha anh em nha, con center của Anh Quốc ha, Wolfenden center ha. Đó. Thì con này Speedbaker ha. Thì với những con center này thì anh em mình ghép vô những cái thùng lo 25-30 ở gia đình đó, để mà karaoke ha. Thì center của nó là nằm trung tâm nha anh em, center là nằm trung tâm. Anh em mình có thể ghép vô những cái ngõ mà có center á ha, để anh em mình đánh, hoặc là anh em mình
đấu trực tiếp vào cổng ra loa của những cái thùng loa lớn, loa 25 30 gia đình á. Thì khi mua hàng anh em mình mua những cái center này á thì em sẽ có tặng kèm con tụ nha, để về anh em mình có thể kẹp trực tiếp vô cái loa lớn để mà anh em mình làm lời luôn cũng được ha. Tiếng lời nó rất là tốt trên những cái center như thế này, và những cái dòng này là nó chuyên cái tiếng lời và tiếng rap ha, và đặc biệt nó hỗ trợ những cái dãy lời, dãy rap karaoke rất là hay. Và những con này sinh ra là để chịu đòn nha, anh em mình dùng để mà karaoke công suất lớn, như nhà công suất lớn đâu đó ok trong gia đình ha. Và bây giờ em sẽ tháo ốc ra cho anh em mình xem bên trong nha. Và đây là nội thất bên trong của con center này anh em nha. Nó hai con loa lời thì sử dụng cái model là D077H ha, Woodfinder. Và cái trép ha. Cái trép là D076H nha anh em. Thì ở đây sử dụng hai cái củ loa lời của Anh Quốc ha, nó và một con loa trép ở trứng giữa. Thì cái dòng này lúc mà hãng người ta sản xuất ra là người ta dán keo lại hết luôn anh em, người ta niêm phong lại keo lại hết luôn nè. Những cái keo của cái củ lo trép này ha, và hai củ lo lời nè, là họ trét keo lại luôn anh em ạ nha. Lo này là chưa tháo lần nào anh em nha, và gân là còn hát tốt, không có mục nha. Gân này rất là bền nha anh em. Đó, gân này anh em mình xài khá là lâu nữa nha, xài mấy năm nữa vô tư luôn. Đó. Đây, cái keo họ dán này á ha, trên cái củ lo này á là cái keo họ nó giống cái keo họ dán thùng luôn anh em ạ nha, nó giống cái keo họ dán thùng luôn á. Đây. Keo họ dán lại còn dính lại nè, keo này là keo zin của hãng dán nha anh em nha, keo zin của hãng dán nha. Đó, lâu in zin nguyên bản hoạt động tốt cho anh em mình ha. Rồi, con center này với tình trạng là zin đẹp anh em nha, zin đẹp con center Woodfinder hàng của Anh Quốc này ha. Dòng này rất ít có nha anh em. Con này giá là 1,7 triệu nha. Đó, góc cạnh đầu thùng đầu rất là đẹp nha. Đó, hàng bao nhiêu năm rồi mà được như thế này thì cũng phải tuyển lựa kỹ anh em mới được đẹp như thế này ha. Rồi, con center này giá là 1,7 triệu nha, lâu nguyên zin nguyên bản hoạt động tốt nha. Này về anh em mình làm lời karaoke nghe nhạc vô tư ha, những bộ dàn karaoke nghe nhạc xem phim chuyên nghiệp thì không thể nào mà thiếu những con center như thế này được ha. Rồi, và cuối cùng đây là một cái cặp loa trép kèn ha, một cái cặp loa trép kèn kèn gang nha anh em nha, cặp loa trép kèn gang của Opto ha. Cặp này thì Opto ha, cặp loa trép kèn gang của Opto TW77 nha anh em nha, 8 ohm 60W nha, kèn gang mà công suất 60W là rất là lớn nha anh em. Với những cái dòng kèn này thì về anh em mình có thể để cho nó thùng loa ha, để mà anh em mình có thể sử dụng để mà nghe nhạc hoặc là karaoke đều cũng được với dòng kèn này nha. Dòng kèn này công suất rất là lớn anh em, kèn gang mà 60W là kêu to lắm anh em nha. Thì đi theo cái bộ phân tầng cặp kèn gang này á, là sẽ có một cái bộ phân tầng như thế này nha, một cái bộ phân tầng của Opto luôn ha. Bộ phân tầng này là của Opto, bộ phân tầng của Opto có mã là SX77 nha anh em nha. SX77 đây ha, thì nó có luôn cả cái nguyên miếng gỗ ha, miếng gỗ và cọc lo đó. Và đây là linh kiện phân tầng nha. Đó. Đây đây thì nó xài xài tụ của Rubicon nha anh em nha, Rubicon tụ rất là xịn sò luôn ha, xeo trở đâu đó, này mình thấy rất là đẹp ha. Một cái bộ phân tầng cho con kèn này, bộ này là zin theo cái kèn luôn nha anh em nha, zin của hãng sản xuất theo cái kèn này luôn, cái mã của phân tầng là SX77 nha. Đó. Còn cái chép ha, cái chép là TW77 8 ohm 60W ha, sản xuất tại Nhật nha. Đó. Thì cái cặp kèn này về nó có chân ha, cặp kèn này về nó có chân. Đó, họng gang ha, họng gang. Đây, củ này cũng bằng gang luôn ha, và lưới tăng âm. Lưới tăng âm bằng sắt luôn nha anh em nha, bằng kim loại luôn á. Chứ không phải lưới không phải tăng âm bằng nhựa nha, tăng âm này là bằng kim loại luôn nha anh em. Đó, bằng sắt luôn ha. Để em đo đường kính cho anh em mình xem nha, đường kính chiều ngang của cái tăng âm này là 24 phân rưỡi nha. Đó, 24 phân rưỡi đây ha, chiều ngang của lưới tăng âm này là 24 phân rưỡi nha, nó 6 miếng nha anh em nha, nó 6 miếng. Đó, đây thì tiếng kép nó sẽ tăng âm ra từ những cái kẻ này ha. Đó, thì cái cặp kèn này giá là 7 triệu anh em nha, cặp kèn Opto ha, cặp kèn Opto TW77 nha, Opto TW77. Thì cặp kèn này con nguyên zin hết nha anh em, con là con nguyên zin hoạt động tốt nha. Đó. Con nguyên zin hoạt động tốt, giá 7 triệu là đã kèm theo cái bộ phân tầng này cho anh em mình rồi nha. Tại vì cặp kèn này về nó may mắn là nó có cả bộ của nó thì em sẽ bán theo bộ nha. Đó. Để bộ phân tầng này thì anh em mình mua về chơi với con kèn này luôn cho nó ngon nha. Đó. Đây. Còn nếu như mà anh em mình em sẽ ưu tiên nha, em sẽ ưu tiên cho anh em mình là mua trước cái cặp kèn này ha. Đó, mua trước cái cặp kèn với lại cái bộ phân tầng này ha. Đó. Tại vì cái này nó về theo bộ á, và em test âm của nó thì nghe cái phân tầng này nghe nó khá là ok ha. Anh em mình cũng không cần phải căn chỉnh thêm phân tầng đâu. Nói vậy anh em mình ghép cặp phân tầng với cặp kèn này nghe là ok luôn ha. Tiếng nó ra rất là bén và nhuyễn nha. Cặp kèn Opto này kêu rất là hay trong tầm tiền anh em, 7 triệu ha, 7 triệu cho cặp kèn và bộ phân tầng luôn. Đó, em con đầu là em đã test ok, nguyên zin nha. Thì cái cặp kèn này
lưới tăng âm đồ ha, đó, lưới tăng âm đồ, củ kèn đồ, đó. Củ kèn thì em bao rin nha, củ kèn bao rin. Thì em đã vệ sinh ha, vệ sinh làm đẹp lại cái cặp kèn này cho anh em mình về chơi nha, nè đây em đã vệ sinh sạch sẽ và làm đẹp lại cho anh em mình rồi, về anh em mình chỉ việc chơi thôi. Đó, rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp. Đây anh em mình thấy ha, đây để em quay xung quanh cho anh em mình cùng xem ha. Đó, rất là đẹp nha anh em nha, rất là đẹp, lo hoạt động tốt nha anh em, em đã test tốt hết rồi. Nói chung hàng em lên clip á, em đều test kỹ trước khi đăng hết à, cho nên là anh em mình mua hàng cứ yên tâm. Và trước khi gửi á, em vẫn test kỹ lại một lần nữa anh em ạ, à, nha. Trước khi gửi phải test kỹ lại một lần nữa em mới gửi cho anh em mình. Nói chung là về cái khâu mà test sản phẩm ok trước khi gửi cho anh em mình là em rất là kỹ luôn. Đó. Đây, để đảm bảo là hàng ok ngon lành hết, gửi cho anh em mình nha. Đó, chứ để mình chờ đợi lâu rồi không có test kỹ á, mất công anh em mình tốn thời gian chờ đợi ha. Rồi mất công mất uy tín nữa. Phải test kỹ hàng trước khi đăng và trước khi gửi em đều test kỹ lại hết luôn cho anh em mình. Rồi clip em xin được kết thúc tại đây nha. Xin chân thành cảm ơn anh em mình rất là nhiều đã dành thời gian quý báu của anh em mình ra để xem clip ủng hộ em nha. Rồi em xin chào tất cả anh em mình và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo ha. Rồi em xin chào và hẹn gặp lại.